Để đa dạng các chủng loại hoa kiển cung ứng cho thị trường, gần đây một vài nông dân tại làng hoa Sa Đéc, Đồng Tháp đã sưu tầm nhân giống thành công cây giống hoa lài Thái. Ưu điểm của giống hoa này là nở lâu tàn và cho hương thơm ngào ngạt, thích hợp để trồng chậu hoặc trang trí khuôn viên, sân vườn nên được nhiều khách hàng ưa chuộng. Hoa lài Thái nở qua năm, có mùi thơm, mỗi nhánh cho từ 3 đến 6 tràng hoa dài với nhiều nụ hoa. Mỗi tràng hoa nở kéo dài đến trên 10 ngày mới tàn. Hiện cây được nhân giống bằng cách dâm cành. Nếu được chăm sóc đủ dinh dưỡng, sau khoảng 3 tháng dâm cành, cây sẽ cho bộ lá đẹp và nhiều chùm hoa dài đẹp mắt.